Khi cả nhà là người Hoa nhưng bản thân lại không biết tiếng, cô gái được trải nghiệm cảm giác xuất ngoại trong chính ngôi nhà của mình. Nhà mấy đời là người Hoa nhưng đến đời con cháu này thì chỉ còn lại hoa lá cành. Tiếng Hoa này còn chẳng phải tiếng phổ thông nữa chứ. Có học tiếng Trung bình thường chưa chắc đã nghe được đâu. Nhìn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình mà thấy cảm lạnh ghê. Ông nào người Hoa sẵn lòng thì chỉ người ta đi kìa.